Chào các bạn, hôm nay công ty iWiFi xin giới thiệu các bạn về thiết bị phát Wi-Fi từ SIM 3G, 4G. Đó là thiết bị MiFi 6620L. Thiết bị này được nhập từ Mỹ. Ấn tượng đầu tiên của chúng ta khi nhìn thấy thiết bị là được thiết kế với hai màu đỏ và đen rất là sang trọng. Ấn tượng thứ hai là thiết bị này khá là nhỏ gọn, có thể nằm vừa trong lòng bàn tay của chúng ta và chúng ta cũng dễ dàng nhét vào túi quần, rất là tiện lợi cho chúng ta mang đi du lịch, phát wifi trong xe hơi hoặc là sử dụng tại các hội nghị hội họp. Đây là mặt trước của MiFi 6620L, còn đây là mặt sau. Mình xin giới thiệu về sơ về cấu hình của thiết bị wifi phát wifi này. Thì như các bạn thấy, mặt trước là gồm có màn hình và ba phím cảm ứng, phía trên là nút nguồn, phía dưới thì chúng ta dễ dàng thấy được là nó có hai khe cắm. Khe bên phải là dùng để sạc pin cho thiết bị, còn khe bên trái là khe USB. Chúng ta có thể cắm vào để sử dụng cái thiết bị wifi này như cục sạc di động cho điện thoại của chúng ta. Kế tiếp thì mình sẽ mở thiết bị này ra để cho các bạn xem cấu hình ở bên trong. Ở đây thì có một khe, chúng ta chỉ cần đưa móng và mở, rất là nhẹ nhàng các bạn. Đây là cục pin. Thì trên cục pin thì chúng ta thấy được rằng thông số dung lượng của nó là 4000mAh. Như vậy thiết bị này có thể sử dụng khoảng 20 tiếng, cũng khá là nhiều đó các bạn. Đây mình xin mở ra. Đây là bên trong. Thì ở đây là có một cái miếng nhựa, chúng ta mở lên rất là nhẹ nhàng. Cái miếng nhựa này cũng dai, hàng của Mỹ, sử dụng rất là dai các bạn. Sử dụng SIM thì chúng ta sử dụng nano SIM, các bạn chỉ cần gắn vào và nhấn nhẹ như là gắn SIM điện thoại thôi. Đây mình lắp lại, rất đơn giản không ạ. Sau đó các bạn nhấn giữ nút nguồn một chút. Như vậy là đã khởi động xong thiết bị này. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng thiết bị MiFi 6620L này. Thì sau khi mở nguồn thì các bạn chỉ cần bấm đây. Như vậy là màn hình của thiết bị đã hiển thị lên. Thiết bị này sử dụng màn hình màu nha các bạn. Ở đây chúng ta có ba nút cảm ứng, các bạn chỉ cần chạm nhẹ vào rất là nhẹ nhàng. Đây là những ứng dụng phần mềm có trong thiết bị. Một mà chúng ta quan tâm đầu tiên đó là Wi-Fi name và password. Các bạn bấm vào nút giữa đó, chọn đó. Thì Wi-Fi name và Wi-Fi password ở mỗi thiết bị đã được nhà mạng và nhà sản xuất đặt riêng cho mỗi thiết bị. Với thiết bị này, Wi-Fi name là Verizon MiFi 6620L EFD6 và password là E0518F70. Và băng tần hiện tại là 2.4. Để mà chúng ta có thể thay đổi các thông số này thì các bạn bấm vào giữa để mục More. Thì như các bạn thấy đó là nó đưa ra chúng ta vào cái địa chỉ web my.jpg. Thì ở trong đó chúng ta sign in vào cái admin, tài khoản admin. Thì ở đây cái tài khoản admin password nó cũng để giống như là cái password wifi hồi nãy. Thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn là thay đổi nó như thế nào. Sau đây thì mình sử dụng một con điện thoại. Các bạn vào một wifi thì chúng ta bắt đầu kết nối với nó. Đây, Verizon MiFi 6620L, bấm vào. Mật khẩu thì như các bạn thấy hồi nãy là E0518F70. Chúng ta bấm kết nối. Kết nối rất là nhanh nha các bạn.
thì trên thiết bị nó cũng sẽ báo là một dịch vụ wifi đã kết nối vào Z-Buck. Ok, thì sau đó để mà thay đổi được thông tin như là wifi nail, wifi password như mình nói, thì chúng ta truy cập vào trình duyệt web. Chúng ta các bạn thể gõ địa chỉ IP cũng được. Địa chỉ IP của nó là 192.168.1.1. Đây. Đây là trang chủ của MiFi. Các bạn bấm vào mục menu. Các bạn sign in. Chúng ta phải đăng nhập nha, đăng nhập vào thiết bị này. Thì admin password cũng giống như cái mục mo mà mình đã nói, là các bạn nhập cái password của admin, nó cũng giống như password của wifi nhà mạng đã mặc định. E0518. F70. Chúng ta sign in vào. Tốc độ lag rất là nhanh nha các bạn. Chúng ta tiếp tục vào một menu. Vào một Z-Buck setting. Wi-Fi. Các bạn thấy chữ Wi-Fi mà. Đó, như vậy là chúng ta đã vào được cái mục Z-Buck setting. Thì đây. Đây là Wi-Fi name, chỗ mà chúng ta có thể đổi tên cho cái sóng wifi của mình. Thì ở đây cái mục security thì chúng ta để yên là WPA2. Đây là mục wifi password chúng ta có thể đổi. Bây giờ mình sẽ đổi thành 12456 nha các bạn. Bảy tám luôn, 789 luôn cho nó dài. Mục dưới này là Mac Wi-Fi Connection. Thì đối với thiết bị này á, chúng ta có thể kết nối tới 15 người là tối đa. Đây. Hoặc là chúng ta có thể quy định cho nó ít hơn để giới hạn người dùng. Mình chọn 15 luôn nhé. Đây, còn đây là băng tần. Thì nó có hai băng tần để mình lựa chọn, đó là 2.4 và 5G. Thì cái 5G này á sẽ phù hợp cho những thiết bị điện thoại thông minh có thể là hiện đại sau này. Nhưng mà thông thông dụng nhất bây giờ chúng ta xài 2.4, nó có thể phát xa hơn so với 5G. Sau khi thay đổi những thông tin về tên wifi, password wifi, số lượng người dùng thì chúng ta bấm nút save. Đợi một xíu thì nó sẽ có bản thông báo là confirm password đã được thay đổi, nhưng mà cái tên thì mình không có thay đổi. Các bạn nhấn nút confirm. Rồi, như vậy là mình đã thoát ra khỏi Wi-Fi, tại vì mình đã thay đổi password. Thì như các bạn thấy là hiện giờ thiết bị MiFi nó báo là không có thiết bị nào kết nối vô hết. Đây, cái sóng đây. Và như bên này các bạn thấy là nó báo không có. Bây giờ thì mình sẽ vào lại. Đây. Đã thoát. Để vào lại thì kiểm tra thử xem là cái việc mình đổi password có thành công hay không. Thì mình sẽ quên cái mạng này đi. Sau đó mình ra mình kết nối lại với lại thiết bị MiFi 6620L này. Được. Như vậy là nó đã bắt mình nhập lại mật khẩu mới. Và mình sẽ nhập lại mật khẩu 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy mình đã đổi được password nha các bạn. Kết nối rất là nhanh và bên thiết bị nó cũng báo là đã có một dịch vụ kết nối vào. Rất là nhanh.
Đây, như các bạn thấy là trên màn hình là thiết bị cũng báo là có một thiết bị đã nó kết nối với lại MiFi. Bấm qua bên này. Đây. Connected device. Mình sẽ kiểm tra tốc độ loát cái WiFi 3G này như thế nào nhé. Mở một trang mới. Chúng ta vào trang 24 giờ nhé các bạn. Chỉ mất vài giây, khoảng 3 giây thì chúng ta có thể vào được một trang thông tin điện tử với nhiều hình ảnh và cũng khá là nặng như 24 giờ. Như vậy các bạn có thể thấy được rằng thiết bị MiFi 6620L này phát wifi khá là tốt. Để mua thiết bị này các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thông qua số điện thoại được ghi trên màn hình.